Rồi, ok các bạn, theo cái pin channel của mình tiếp tục làm video mới nha. Và phần đây là phần battle trail của phần challenge. Đó, phần này mình sẽ sử dụng là UD Low Custom nha. Đó, tiếp tục sử dụng là Rock and Honor, thế là Smile và Venus Toy. Rồi, mới vô mình đặt hai cái bánh ngay cái cửa này. Và nhử ông đặt mụ này vô cho cái cửa này nha. Đó, mà mở cái cửa cho ông thấy. Và ông sẽ chạy vô ông ăn cái bánh của mình. Tiếp tục mình lại thả, thời gian là mình để cái Tilly này tắt. Đó, để Bullet Ocean này đi xuống. Đó, mình sẽ dùng Rock and Honor mình thả lên. Rồi, mình chạy ông vô cho nhanh các bạn. Sau đó mình sẽ chạy nhanh qua đây thật nhanh. Đó, để kịp cái Tilly này nghe. Ok, lấy vàng. Qua khúc này mình sẽ đợi cái camera này nó quét xuống này nghe. Đó, sau đó mình sẽ chạy xuống dưới này. Rồi, ok. Xuống này luôn. Đó, lấy vàng. Sau đó là mình đứng đây mình đợi nghe. Đó, mình đợi. Đợi cho cái ông hai ông đặc vụ này, ông Bolit này quay ngược lại. Sau đó chúng ta sẽ ấn cái chuông này để nhử ông đặc vụ ra bài kia. Đó, ok. Sau đó mình chạy ra bài kia nghe. Rồi, đồng thời là mình chạy qua đây thật nhanh nghe. Sau đó mình sẽ vô trong cái phòng này. Đó, cơ hội tốt, mình sẽ chạy vô. Lấy vàng luôn các bạn. Rồi, yes, bây giờ mình sẽ đặt đây một cái bánh rock and donut. Để mình ra vào đây là cho an toàn hơn nghe. Đó, để mất công đề phòng của ông đặc vụ này quay lên. Rồi, yes, bây giờ mình đợi nha các bạn. Đó, mình đợi. Ok, ông nhà khoa học này đã thấy và ông đặc vụ kia đã thấy luôn. Đó, thế là ăn hai cái bánh cùng một lúc. Xong, bây giờ mình chạy lên trên này nha các bạn. Rồi, dòng này hơi dài nha, mình sẽ đi cặn kỹ cho các bạn xem. Ok, cái cửa này mình đặt rồi, đặt luôn bên đây một bộ luôn. Đó, đặt tiếp tục một bộ. Dùng cái đếp toy thả vô nha các bạn. Đó, từ từ. Mình sẽ nhử con chó này đi. Đó, nhử cho con lót này nó sủ một tiếng. Khi mà nó sủ lên là đặt bộ nghe và chạy ra. Mà dính vô cái rock and roll của mình và cái nó bộ cái smile của mình. Đó, ông nhạc học này cũng nghe luôn và cũng đi vô luôn. Ok, tức là chúng ta đã quá thành công nha. Bây giờ mình sẽ dịch chuyển luôn con đót này các bạn. Vô đây, let's go. Rồi, tiếp tục dịch chuyển con đót này luôn. Quất nó luôn các bạn. Thả vô, thế là smile. Rồi, xong xuôi giờ mình mở cửa mình chạy xuống đây. Dưới này có một ông bolit áo xanh. Đó, để mình sẽ xử ổng. Rồi, để cho ông đi xuống đi. Đó, vô đây mình lấy vàng. Tắt cái delay này đi các bạn. Đặt đây một bộ. Đó, đặt một bộ nghe. Ăn cái công tắc này. Mở cửa ra. Rồi, ok. Và ông Bolit Ocean này đang nghe. Đó, nghe thì vô đây. Vô đây, rồi, xong thế là chúng ta đã dịch chuyển ổng ông Bolit này. Tiếp tục nghe. Mình sẽ xuống đây luôn các bạn. Đó, lấy vàng trong này luôn. Tiếp tục nghe, từ từ. Đặt đây một cái dịch chuyển và một cái rock and roll. Tiếp tục lại mở cái cửa ra nghe các bạn. Rồi, ok. Thế là mình đã dịch chuyển xong cái phòng này. Bây giờ mình sẽ tiếp tục qua đây. Khúc này là bên này có 4 người, 3 người và trên kia 2 người là 5. 5 người ha, bây giờ mình sẽ đặt. Tiếp tục. Rồi, mở cửa ra các bạn. Dùng cái đất to chưa mở cửa ra cho ông nghe, ông đi xuống. Sau đó mình sẽ thả mấy con Venus Boy ra ngoài này. Đó, nhử cho ông ra tới đây luôn. Rồi, khúc này mình sẽ đặt đây, một phép. Đây, mình qua đây đặt luôn cho ông đặt mũ để nghe luôn nha. Ok, bây giờ ông sẽ chạy vô cái đường dưới này. Đó, khá hấp dẫn nha. Rồi, kéo một bài ra đây các bạn. Rồi, một ông nó vô. Tiếp tục, hai ông nó vô. Ok luôn, ba ông. Quá là thành công nha các bạn. Tiếp tục mình vẫn đứng đây nha, còn thứ sao. Ô, hai ông quay trở lại, quay trở về. Từ từ nghe. Từ từ các bạn. Đóng cửa lại, coi thứ tình hình sao. Rồi, bây giờ mình xin nhử cho ông đặc vụ này vô luôn. Ồ, chưa nghe. Chưa nghe nghe. Rồi, đứng đây, đợi cho ông vô nghe. Let's go, come on. Đó, rất là khó nha các bạn. Nhử với ông này là một vấn đề nha. Phải canh con chuột chính xác mình mới nhử vô được. Rồi, tiếp tục. Ồ, vô. Yes, thế là chúng ta đã thành công. Rồi, bây giờ chúng ta coi thử cái ông Bolit đầu chọc này như thế nào nghe. Mình sẽ mở bản đồ to lên. Ồ, ông đứng góc kia. Từ từ, bây giờ mình sẽ chạy xuống đây. Đợi cho ông vô lại. Rồi, ăn cái chuông này. Đó, vừa ăn xong mình sẽ đặt ngay một bộ di chuyển. Có ông đi đụng vô đây không? Đó, có ông đi vô không nghe các bạn. Ồ, chưa chạy vô được. Đợi di chuyển luôn nghe. Ok, vô đây, let's go, come on. Đó, nếu mà các bạn thấy Beacon Beam Channel của mình hay hấp dẫn thì bạn nhớ nghe. Ấn comment, like, share video này của mình. Đó, các bạn subscribe kênh Beam Channel của mình. Ok, thank you các bạn, thank you so much. Rồi, mình đợi nha. Mình đợi cho cái ông kia hết nghe tiếng chuông và ông quay qua thấy cái bánh rốt này nó nói của mình. Đó, các bạn thấy nếu mà mình chạy xuống là bị phát hiện ngay. Rồi, thế là chúng ta an toàn và thành công.
Bây giờ chúng ta sẽ mở cửa và đi qua dòng thôi các bạn. Ok, let's go. Đó, thế là chúng ta hoàn thành xong phần challenge challenge level 4. Giờ chúng ta sẽ đi level 5 nghe. Ồ, khúc này ha, quất luôn các bạn. Ngay trước mắt một ông. Đó, đơn giản. Vô đây, let's go. Tiếp theo. Đó, lại rồi, kiểu thơm, quất luôn. Rồi, đặt luôn bên nếp tôi. Vô đây, hai ông. Khá là đồ ok nha các bạn. Tiếp theo nghe. Tiếp theo ông gì đây? Ồ, còn. Vô đây. Rồi, ba ông. Còn, bức luôn. Tiếp tục, thả bên nếp tôi ra bài. Rồi, vô đây cưng ơi. Rồi, vô. Xong. Giờ mình sẽ lấy vàng. Đó, thế là bốn ông đã xong nghe. Ồ, còn một lít áo xanh này. Cửa như kia khó rồi nghe. Giờ mình sẽ đi lên trên này luôn các bạn. Làm nhanh thắng nhanh. Rồi, tàn tên. Đứng đây. Đó, con quay lời khúc nào nghe. Đây là một ông bolit áo xanh, rất là hung dữ nghe các bạn. Nói chung trong cái nhà này ai cũng hung dữ hết. Khi mà thấy mình là dí bắt mình. Rồi, vòng bên đây luôn. Ok, núp trong đây, thả bên nếp to ra, diệt luôn. Đó, cho nhanh. Rồi, vô đây, let's go. Cụ già bà biết việc này rồi, đã xong. Giờ xuống đây. Đó, xuống đây có chuối nghe. Có một anh, anh bolit gầy. Đây là một bolit gầy nghe. Đặt đây. Rồi, đẩy vô đây. Vô, đó, thế là chúng ta đã thành công. Tiếp tục, xuống đây lấy vàng luôn. Rồi, đặt vô đây. Vô. Xong, quá là đơn giản nghe. Ồ, còn ông kia nữa, lần quăng. Xong hết rồi, mình lấy vàng xong hết rồi, giờ mình dịch chuyển luôn. Thả một cái, lấy mì. Đó, vô đây. Đó, nếu mà các bạn thấy kênh bên sàn channel của mình hay nha, các bạn nhớ nha, ấn comment, like, share video này của mình. Đó, các bạn subscribe kênh bên sàn channel của mình, giúp kênh của mình mỗi ngày một phát triển hơn nha. Ok, thank you các bạn, thank you so much. Vô đây, let's go. Rồi, lâm bê che các bạn, đã xong. Ồ, bây giờ mình ba cái phòng bên đây. Ồ, phòng này rất là rộng các bạn. Cái nhà này là nhà của đại gia nghe, rất là to. Ok, thả luôn, đứng đây làm gì. Đó, đứng đây làm gì nghe. Rồi, đây là một người cuối cùng trong cái dòng này. Thế là chúng ta đã tiêu diệt xong toàn bộ mọi người trong cái nhà này nghe. Bây giờ nhiệm vụ cuối cùng mình là đi đào vàng hết, lấy vàng sạch sẽ luôn. Rồi, kiểm tra vàng có đâu không. Rồi, bây giờ mình lên kia nghe. Lên cái kia, từ từ cửa nó mở sau các bạn. Đó, trên này có vàng chắc chắn luôn. Một là vàng khủng nghe. Đó, vàng này là vàng trong két sắt. Rồi, dưới đây mình lấy 2-3 món nữa là xong nghe. Xuống đây lấy vài món nữa là chúng ta đã hoàn thành. Đó, mình sẽ cố gắng hoàn thành xong cái trang phục Gear Dealer Custom này để cho các bạn xem full Rockabot Van. Đó, ngày mai đây mình sẽ đi phần Rockabot Chu này để cho các bạn xem. Mình sẽ sử dụng trang phục là Chết nha, đồ bếp. Rồi, thế là chúng ta đã hoàn thành xong phần Challenge Level 5. Bây giờ chúng ta tiếp tục Challenge Level 6 nha. Ok, chạy luôn các bạn, mình không có sợ. Dạ đây, let's go. Rồi, anh Bolit dày đã ham bánh và đã dính vào chuyển. Bây giờ mình sẽ tấn công đi thật nhanh. Ồ, không có cách nào, từ từ. Quăng ra sao các bạn, bên kia nó có một ông nhà khoa học. Đó, mở cửa ra cái ông lụm mình ngay. Đặt đây các bạn, chạy qua đây liền, đứng đây đợi, từ từ. Nôn nao đi các bạn. Rồi, thả đi một cái bánh rốt là nó nốt. Đó, còn ông chạy vô công cho cái dịch chuyển của mình không đây. Ok. Rồi, thả vô luôn, chạy vô cổng kia. Đó, thế là ông chạy vô cổng. Đó, mình đã dịch chuyển xong ông nhà cọp này. Ồ, trời ơi. Có thương sao đây. Không được. Từ từ nhé các bạn. Thả đây, mở cửa ra. Trời, đây tự tạo độ khó cho mình. Đó, từ từ nha các bạn. Hy vọng ổng không vô. Oh my god. Hên bái nha các bạn. Từ từ, mình sử dụng Windows to nhữ. Đó, nghe đây. Nghe vào đây. Từ từ nghe, mình sẽ nhữ ổng nghe. Khúc này khúc hấp dẫn nha các bạn. Vô đây. Trời ơi. Thả đây nè.
xả đây nè. Rồi, yes, vô đây. Ủa mà thế là chúng ta đã thành công. Đó, rất là hấp dẫn và ly kỳ nha, lấy vàng luôn. Rồi, còn cái anh này nữa các bạn, từ từ mở cửa ra luôn, nhử dùng rock and roll thả ra. Ok, vô đây. Rồi, băng vô đây các bạn, không có gì khó hết. Đặt đây một bộ dịch chuyển, vô cửa đi núp. Rồi, đồng thời mình sử dụng là đặt đây luôn. Dưới đây có một anh bộ thức dày nha. Rồi, dùng bên bếp tôi thả ra. Ồ, thế là chúng ta đã thành công rồi các bạn ơi. Rồi, bây giờ chúng ta lấy đủ vàng. Bây giờ mình sẽ đi qua vòng và kết thúc phần video này nha các bạn. Ok, thank you các bạn đã xem, ủng hộ comment channel của mình. Thank you các bạn, thank you so much. Bye bye các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo.